Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục, mình sẽ viết lớp ca tiếp theo của con ca Bạch Đình Hồng. Thì lớp mà những cái buổi trước thì mình đã vẽ được hai lớp, là lớp vây cá này và lớp tiếp theo là lớp dáng cá, để xác định cái dáng cá cơ bản của con ca Bạch Đình Hồng. Thì sau khi đổ keo thì lớp keo nó đã khô rồi, thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ vẽ lớp dáng cá thứ hai. Hôm nay chúng ta sẽ xác định những cái phần mang cá này, về phần những cái phần vị trí mắt cá này. Thì trong cái quá trình vẽ thì chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Bước đầu tiên của lớp cá này thì mình cũng pha màu vẽ mảng, và chúng ta đi tổng thể trước. Những cái thao tác đi mảng nó cơ bản như này chúng ta đã quá để hiểu rồi. Nếu như các anh chị và các bạn nào đã quan sát, đã theo dõi được mình một thời gian thì chúng ta rất là dễ hình dung cái bước mình đang vẽ thôi. Thì sau khi chúng ta đã đi được một lớp mảng cơ bản thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những cái thao tác là trong tách lớp, bằng cách là chúng ta sẽ làm mờ cái viền bên ngoài của mảng đi. Chúng ta nhẹ nhàng chúng ta gạt nhé, gạt cái viền nó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chờ nó khô thôi. Thì trong khi chờ khô thì mình sẽ vẽ hết những cái dáng của con cá này. Còn những cái dòng cá nhỏ nhỏ kia thì mình đã hướng dẫn tỉ mỉ rồi, cho nên là mình sẽ không hướng dẫn lại. Những con cá nào mới hay là những kiến thức nào mới thì mình sẽ chia sẻ, mình cố gắng chia sẻ trong cái quá trình mình vẽ, để chúng ta được một công, chúng ta làm được hai việc. Chúng ta vẽ lớp dáng cá này. Cái màu trắng này, cái màu nó cái độ xuyên sáng nó rất là kém, cho nên là nó rất là dày màu. Chúng ta vẽ lớp mảng màu, chúng ta vẽ lớp mỏng mỏng thôi, khiến nó đủ độ trắng rồi. Chúng ta mà pha nhiều màu nó bị trắng quá, nó cứng lắm. Đó. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng bánh xe chứng minh nhân dân, có ép lắp đích, bìa đỏ, giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao, giấy khai. Những lớp chúng ta vờn mảng, chúng ta vờn chống tay lớp nó là như thế. Trong khi chúng ta chờ khô thì chúng ta sẽ quan sát thôi.
đó, những con cá nhỏ nhỏ thì mình cũng đã vẽ được lớp thứ hai rồi. Các bước nó đơn giản như là các cái, nó khi mà chúng ta vẽ được một hai lớp thì nó dạng 2D như thế này, nó chưa phải là dạng 3D. Khi mà chúng ta đã lên được đủ lớp và đủ màu sắc thì con cá nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều. Ok, khi cái lớp mà giá cá tổng thể nó đã khô rồi thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đi vào những cái chi tiết của cái lớp giá cá này. Thì trước tiên thì mình sẽ vẽ cái phần miệng cá đã. Chúng ta cũng vẽ cái phần miệng cá nó hơi nhô ra, thế này nó tròn quá. Cái phần mép cá đó, ok, con cá thì nó có cái mép. Mình sẽ đi vào cái phần mang cá này, xoay lại cho dễ vẽ. Mang cá nó có xu hướng như thế. Cái màu này nó khô rất nhanh. Cái màu cái chúng ta đi vào chi tiết thì thường thường là mình sẽ pha màu khô, pha cái màu như chúng ta vẽ cái vảy cá đấy, thì mình quẹt vào đây. Chờ nó khô thì mình cũng tiếp tục mình mang con này. Cái mang thì các bạn là các anh chị chú ý thì mình thì thực ra là nó nhiều phương pháp lắm, nhưng mà mình sẽ giới thiệu qua về cái cách chúng ta vẽ mang nha. Chúng ta đi màu, chúng ta vẽ màu sao ấy, chúng ta cũng quẹt như là cái màu chúng ta pha, chúng ta vẽ vây thôi. Chúng ta quẹt từ phải sang trái này để cái lượng mực nó đọng bởi cái mép bút ở bên tay trái đấy. Đó, các bạn và chị chúng ta thấy là cái màu của nó, cái màu của cái này thì nó sẽ đọng nhiều phần bên trái. Khi mà chúng ta quẹt thì cái phần trắng trắng thì nó sẽ chuyển sắc từ phải sang từ này sang này. Đó, vì cái lượng màu nó đọng ở bên lớp trái của cái bút mà. Khi chúng ta quẹt thì phần trắng nhất nó sẽ chuyển dần sang phần mờ dần đó. Con cá này thì nó có hơi xu hướng, nó hơi ngửa về đằng này, cho nên cái phần mang bên này thì mình vẽ nó sẽ rộng hơn là phần mang bên này, con này sẽ hẹp hơn.
con này cũng thế, thì nếu mà như anh chị và các bạn chúng ta thấy rằng cái mang cá nó chưa đủ cái độ trắng, hoặc là cái sắc độ nó chưa đạt theo cái ý đồ của mình ấy, thì chúng ta là sẽ tiếp tục chúng ta sẽ bồi thêm lớp thứ hai. Vì là cái dung môi này khi mà pha vào thì cái độ dai nó rất là tốt, cái độ bám dính rất là tốt, cho nên là chúng ta không sợ mất màu của lớp đầu tiên chúng ta vẽ đâu. Đó, cho nên là chúng ta cứ trồng đè cái lớp màu nó thoải mái. Ok rồi. Chờ một tí nó khô nữa thì mình sẽ tiếp tục mình nâng cái phần mang này nó trắng hơn nữa. Vì mình thích một nó trắng hơn nữa. À, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một chút nước vây bụng nhỉ. Cái dòng cá này thì cái bụng nó rất là phình, cho nên là khi cái phần bụng chỗ phình này, tưởng tượng ánh sáng nó chiếu vào nó rất là gắt, cho nên là chúng ta sẽ nhìn được cái vảy nó lấp lánh, cái độ sáng nó rất là cao. Thì mình sẽ tiếp tục mình vẽ những cái con cá vào đây. Mình vẽ những vảy cá vào đây. Ta sẽ đi những vài cái vảy cá nó là mờ ở đây. Đó. Hoặc là bên này cũng được. Khi nó khô đi thì nó sẽ mờ, cho nên là chúng ta sẽ có thể chúng ta bồi nhiều lớp vảy cá nhé, chứ không cần chúng ta không nhất thiết chúng ta vẽ một lần là được ngay đâu. Chúng ta cái sắc độ cái đầu này nó sẽ hướng về cái vây đuôi thì nó sẽ chuẩn khối hơn, chúng ta vẽ vảy nó chuẩn hơn. Nó khi những cái vảy này nó khô thì nó sẽ bị mờ dần, và mình sẽ tiếp tục mình làm cho cái vảy nó sáng một chút bằng cách là chúng ta sẽ đè lớp tiếp theo đây thôi. Đó, chúng ta cứ đèn cái đèn nhiều lớp này thì cái vải nó sẽ sáng hơn, vì là nó có nhiều màu hơn, mà nó tập trung cái lượng màu nhiều hơn thì nó sẽ sáng hơn. Chết rồi, cái máy của mình nó báo pin yếu rồi. Đó. Cái mang này nó chưa được trắng thì mình sẽ tiếp tục mình bồi thêm cho nó trắng. Thank you.
Ok. Thì mình sẽ chỉ tập trung mình vẽ một con cá này thôi nhá. Còn có những con cá này thì mình sẽ vẽ sau vì là tất cả nó như nhau hết không mà. Khi mà mình vẽ đường mang là mình sẽ làm gì tiếp theo? Mình sẽ vẽ cái độ tương phản nó giống như những con cá nhỏ này này. Chúng ta sẽ vẽ màu xanh vào hoặc những cái màu sắc độ nó sậm hơn. Thì cái những cái dòng con cá màu xanh này thì mình đã con cá nhỏ này thì mình đã vẽ màu xanh rồi, thì cái dòng cá to, cái dòng cá bạch đỉnh hồng này thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ dùng màu khác, có cái sắc độ khác. Mình sẽ dùng màu tím nha. Màu tím thì nó cũng rất là mơ mộng ấy. Để cho nó khác đi mà, cho nó đỡ nhìn nó đỡ chán mắt. Mình sẽ cho cái màu tím vào. Chúng ta cũng sử dụng cái phương pháp chúng ta chấm màu thôi, chấm màu khô. Nếu như mà các bạn không có màu tím trong tiếp màu đó thì chúng ta sẽ pha màu màu đỏ và màu màu lam nhé, thì nó sẽ ra màu tím. Đó, thì chúng ta sẽ màu nó khác đi, nhìn nó sẽ thích mắt hơn là nó cùng một cái màu nhìn nó chán mắt. Chúng ta phải thay đổi. Nguyên tắc là muốn cảm thấy thú vị thì chúng ta sẽ thay đổi. Đó thì cái mang cá nó sẽ nổi hơn, và cái phần tím này thì nó cũng rất là có hiệu quả trong việc tạo khối. Phần khe mang này chúng ta sẽ vẽ nó đậm đà hơn một chút, càng lan ra sau thì nó sẽ nhạt dần. Phần mắt đó nhỉ, phần mắt thì cũng tím tím cũng được. Mắt và mang cho một thành tím luôn. Và chúng ta sẽ xác định những cái phần mờ mờ của mắt. Thì cái màu tím này cho nó tham vẽ nó tạo cái khối ở phần đầu.
Đó. Thế là chúng ta sẽ sắp kết thúc cái lớp này rồi. Thì tiếp theo này chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo chúng ta sẽ làm rõ cái khe mang lên. Đấy, chúng ta sẽ vẽ cái khe mang là nó cái sắc độ đậm nhất, cho nên chúng ta sẽ vẽ nó tối nhất. Đó, nó thành cái mang nó có khe rồi. Ok. Thế là cái lớp này chúng ta sẽ dừng ở đây. Chúng ta sẽ đổ keo vào trong tờ trò khô và hôm sau thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ chia sẻ những lớp tiếp theo chúng ta sẽ vẽ như thế nào.